À, xin chào anh em nha, hôm nay có việc bận nên lên live nha, trễ một xíu nha anh em. Cũng rất nhiều anh em ủng hộ và nhiều anh em đang có nhiều cái khúc mắc mà năm đâu chưa chia sẻ được trên tin nhắn cho anh em được nhiều, thì tiện đây năm đâu like để chia sẻ với anh em luôn nha. Anh em có gì thì năm đâu chia sẻ trên này nó cần kỹ hơn. Bây giờ cũng là 8 giờ, chúng ta live khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Rồi, chào ba anh em nha. Chào anh em vào năm đâu like, anh em chia sẻ, có một số anh em nhờ năm đâu tư vấn về chế độ chăm chăm như thế nào. Tiện nay năm đâu sẽ nói sơ qua để anh em tham khảo chứ thực tế luôn là về cách chăm thì mỗi người một có một cái chăm riêng, tùy thuộc vào cơ địa con chim, tùy thuộc vào khu vực đó, nó phụ thuộc cái nắng của anh em, nó không con nào giống nào, tùy thuộc vào sở thích con chim nó ăn cái cây khác nhau hết. Chúng ta phải đưa ra một cái chế độ chăm nó riêng biệt nha. Còn đây là chế độ của năm râu để cho anh em tham khảo. Đó, còn anh em nhiều người nhắn cho năm râu là anh chia sẻ với em là chế độ nuôi là cái cây như thế nào, nắng như thế nào, tắm thế nào, mùa tươi thế nào. Thì thực ra không có một cái phương pháp nào cụ thể để cho nó tổng hợp được tất cả chim anh em để mà nuôi giống nhau được. Đó. Mỗi con một tính, mỗi con một nết. Mỗi con là một cái cơ địa và cái sự phù hợp nó khác nhau. Còn chưa nói đến cái dòng khu vực nữa. Anh em ở khu vực trong một miền Nam, nhưng khu vực nó khác nhau, nó cũng có những cái chế độ giống khác nhau. Rồi có những cái khu vực anh em từ miền Nam và Trung nó còn khác nhau một trời. Thì cái ở đây là cái anh em cần tích góp để anh em đưa ra một cái cách chăm riêng cho bản thân mình mà không giống người khác được, không phải theo ai hết, nha. Chúng ta chăm riêng cho chính ta. Rồi chào anh Nguyễn Dũng, chào em ruột Lâm Nhật Cảnh nha. Đợt này anh không có là thể là gặp em được nữa, do cái quầy ải anh chuyển rồi, thì hẹn một ngày nào em xuống chơi nha, hoặc là ngày nào đó anh sẽ lên lại Long Khánh nha. Thì quay lại vấn đề mà chăm, chào anh Khanh, chăm chim đó là một nghệ thuật, là một sự gì tư duy, nó liên kết giữa con người và chú chim đó nha. Thì là chào anh Hiệp Sò. Thì cái chế độ chăm anh em nhớ rằng là phải phụ thuộc vào từng cơ thể con chim, từng cơ địa con chim, từng cái mùa để chúng ta đưa ra nó phù hợp với chim của chúng ta. Ví dụ như anh em nuôi từng loại cá khác nhau thì chế độ về mồi tươi nó cũng khác nhau. Rồi chào anh Liêm Trần. Em làm khai sinh cho mấy càng chưa. Rồi chào anh Dũng nha. Thì về cái hàm lượng mồi tươi nó phụ thuộc vào cái cốt cám con chim nha. Tại sao năm đâu mới chia sẻ anh em là anh em dùng cám năm đâu giao là cám an toàn, năm đâu mới chia sẻ tại vì năm đâu đã trải nghiệm nó nhiều và thấm nhuần rồi, năm đâu biết những con chim anh em lúc thời điểm anh em lên như thế nào, xuống nào, ăn nhiều cái gì, năm đâu đều nắm hết rồi. Chim năm đâu y chang vậy, năm đâu giờ đang cho mười mấy con đang dùng cám an toàn, đó là chưa nói chim bội nha. Thì á về mồi tươi riêng anh em nào sử dụng cám khác năm đâu không biết, nhưng mà về mồi tươi anh em trung bình như cám văn toại anh em sử dụng cái năm đâu từ 5 đến 10 con á, tùy thuộc có cơ địa con chim nha, nó và chức ăn đó. Anh em vào nhiều quá ở trong giai đoạn ban đầu thì cái chất nó dư, nó ăn ít cám lại mà nó đâm ra nó ngán mồi tươi, thì giai đoạn anh em vào chuẩn bị thi ngay là trước đó khoảng 3-5 ngày anh em thúc mạnh vào trong phun đỏ thì nó tăng cái độ sung mãn chim lên, thì đó nó đỡ ngán. Anh em có duy trì năm đâu những ngày thường cứ 5-10 con. Minh Hùng, ba mới cũng được buổi viết nào không anh? Có nha Minh Hùng ơi, in mới cho anh nè, giá đó là có buổi viết là ngon lành luôn nha. Rồi thứ hai là ví dụ trái cây, trái cây phải phụ thuộc vào cái gọi là sở thích con chim. Con chim nó ngộ không có nào đúng nào, có con nó chịu ăn táo nha anh em, có con không ăn, nó ăn chuối, có con nó không thích ăn chuối nó lại thích ăn táo, rồi có con nó ăn những cái thứ khác nữa nha. Đó thì là phụ thuộc vào nó, nhưng mà chế độ mà anh em nuôi á, thì anh em phải cân bằng được cái gì, cái thể trạng con chim, về đường ruột con chim nữa.
đường ruột con chim nó phụ thuộc vào cái lượng trái cây để đưa ra cho nó, thì sau khi là nó hấp thụ được thì vào cái trận đấu nó sẽ tốt hay không là phụ thuộc vào cái chế độ chúng ta vào trái cây. Cám là cái hỗ trợ về dinh dưỡng, nó là cái gì dinh dưỡng chính khi con chim nó giúp nó đạt. Nhưng mà để mà đường ruột con chim nha mà nó tốt hay không là phải phụ thuộc anh em cho ăn lượng trái cây. Trái cây anh em phải sạch nha, trái cây mà có nhiều thuốc nó rất là nguy hiểm nha, nó làm hư ruột à, nó dẫn đến con chim mình nó mất thể trạng và có thể nó bị chết à. Rồi quay lại còn chế độ tắm. Tắm thì anh em có coi cái hũ anh Văn Toại và có người năm đâu cũng chưa xem về phần đó, thì anh em có hỏi năm đâu là ở trên này thì là 2 ngày tắm 1 lần, nhưng mà theo năm đâu là không có theo cái chính xác cái đó, là anh Văn Toại đưa ra để anh em tham khảo chứ không phải bắt buộc anh em phải sử dụng như vậy nha. Với năm đâu thì chăm chim phụ thuộc vào thời tiết, trời nóng trời hầm chúng ta tắm hàng ngày là bình thường, trời lạnh chúng ta tắm 2 3 ngày tắm 1 lần đó, chứ không phụ thuộc vào chế độ của bất cứ ai mà phụ thuộc vào thời tiết và cái môi trường cũng như là cái thời gian của anh em. Có ngày hôm nay chúng ta bận thì ngày hôm nay chúng ta không tắm, bây giờ bận anh em phải làm sao anh em tắm được, rồi anh em phải suy nghĩ này nó mệt mỏi lắm, phải phụ thuộc vào nó nhiều cái yếu tố, nhưng mà thường nó rơi vào cái mùa nha anh em. Cái mùa này nó đang rất là nóng, anh em có thời gian anh em tắm thường xuyên cho nó là tốt, nhưng không phải là ngày nào bắt buộc cũng phải tắm, mà anh em rảnh thì anh em tắm hàng ngày, không thì ngày nó bận thì mình không tắm nha. Rồi về hàm lượng nắng thì cái nắng là một cái phạm tù nó cực kỳ trừu tượng trong bộ môn thể thao này, nó là cái giúp cho anh em đỉnh hay không đỉnh ở cái nắng, mà cái này á là không ai có thể chia sẻ cho anh em chính xác là chúng ta sẽ vào bao nhiêu nắng cho đủ nhiêu chúng ta, mà cái đó là một cái để chúng ta tư duy theo cơ địa, theo vùng miền và theo mùa, nó phụ thuộc vào gió, phụ thuộc vào độ nắng để chúng ta đưa ra cái thời gian nó phơi nó phù hợp đó. Ví dụ như là anh em phơi trong cái giai đoạn nào nữa nó rất là nhiều yếu tố, nên cái nắng là không nói về được cái là thời gian được, mà nói về đó là cái độ gắt và cái giai đoạn của chim. Anh em nuôi chim anh em phải tư duy như thế này, chim đang vào lửa chưa đánh thì chúng ta vào nắng nó hơi nhiều một xíu cũng được nha, chim đang ổn định về lửa thì cái nắng mình nó đủ và nó không có nhiều, tại khi mà nhiều là mã. Và cái nguyên tắc thứ ba là gần ngày thi là chúng ta không phơi nắng nhiều, tại vì khi ngày thi anh em phơi mà lỡ mà nó quá nắng là chúng ta nó bị bã cốt, bã cốt là chắc chắn anh em ngày đó là nó quýnh không đạt được, có thể anh em quýnh nó có thể lấy giải luôn hay lấy số, nhưng trận đấu đó là trận đấu nó gì nó mang tính chất gọi là bản năng của chim, tại vì nó đuối rồi thì nó quýnh bản năng chim, nó hay cốt trong chim nó lật thì nó mới được. Nhưng nguyên tắc khi anh em nuôi là gần ngày thi anh em không được phơi nó được bã gì chủ nhật thi thì 2 ngày thứ 6 và 7 là 2 ngày chúng ta phải quan trọng phơi, chúng ta phải để ý và chúng ta phải nhìn, có thể anh em phơi anh em phải nhìn đồng hồ, ví dụ như ước chừng anh em phơi 10 phút thì anh em phải nhìn lúc bây giờ là mấy giờ và 10 phút sau thì anh em phải tranh thủ tên nhưng 10 sau coi chúng ta lúc đó như thế nào để chúng ta canh chỉnh có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 10 phút, ví dụ vậy đó. Thì á, là bộ môn này nói dễ thì rất dễ, nó khó thì cũng cực kỳ khó. Nó dễ ở đây là gì, là công thức giống nhau, nuôi cám mồi tươi trái cây và tắm là 4 thứ, cộng lên với thứ năm là gì nắng là 5 thứ, thì ai cũng biết cái vấn đề đó, nhưng cái khó ở đây là gì, phải tư duy làm sao cái nắng cái mồi tươi cái trái cây phù hợp với chim mình và giai đoạn đó lâu làm sao nó đạt đỉnh mà khi quá trình đấu nó không bị dẫn đến rủi ro. Đơn giản chim anh em mà đang trong quá trình bón anh em cho ăn trái cây không phù hợp liên dạng đang cũng rất mạnh mẽ, có nghĩa là lửa đang ăn nhưng nó vô tình sao nó ỉa không ra, nó rặn lâu nó cũng rớt, rặn lâu không ra nó móc bô cũng bị rớt, thì cái đó gọi là cái tư duy chăm chim. Còn anh em tham khảo của rất nhiều người trên mạng là một điều tốt, nhưng cái đó là để anh em tư duy, anh em đưa về kiến thức cho riêng mình chứ đừng có rọc vui theo ai, không phải theo bất cứ một idol nào hết. Nói thật anh em, idol thấy chim cũng rớt lên rớt xuống nha,
không có ai đồ nào thấy chim không rớt nha, mà tỷ lệ người ta nó rất ít hơn mình. Tại sao? Cái những con chim họ nó đẳng cấp so với ta một trời một vực, thì bước vào cùng một giải chim ta với chim họ không đấu được, nhưng chim của họ đấu với những chim đẳng cấp sang đi đâu thì xui rủi là rớt đó. Nên không phải nghe bất cứ ai, mà chúng ta chỉ học hỏi. Cái học hỏi là cái cực kỳ tốt nha. Dù rằng chúng ta có giỏi bao nhiêu, chúng ta có biết bao nhiêu, nhưng kiến thức là vô bờ bến, chúng ta cần phải hỏi. Bất cứ một idol hay kể cả người chia sẻ không phải idol, chúng ta cũng phải nghe nếu chúng ta chưa biết. Nhưng nghe và làm theo là hai chuyện khác nhau. Nghe để vào tư duy của chúng ta làm sao ta đưa thành một cái chế độ chăm riêng biệt cho một con chim A, chế độ riêng biệt cho một con chim B, thì cái đó mới là cái đẳng cấp của nghệ nhân, chính là chỗ đó. Rồi năm đâu quay lại coi là những câu hỏi của anh em nha, nãy năm đâu chưa có coi được. Rồi mấy phun sơ chương là nhà có hai con quái chả chịu ăn cam, thì có nhiều con chim nó không chịu, nên bởi vì nó phải phù hợp, anh em phải chọn ra những loại trái cây nó phù hợp với chim của mình. Nên anh em đừng nhắn vào trong đầu chăm như thế nào nha. Rất nhiều anh em nhắn ở anh ơi anh chia sẻ các chăm của anh như thế nào, chế độ anh chăm hàng ngày. Thật ra năm đông như anh em không khác gì hết. Sáng nào phải đi mua gạo cà, có con phải dùng trứng kiến và nói nhắc lại cho anh em một lần nữa để anh em rõ hơn về cái trứng kiến và cái cào cào, mà rất là nhiều người tư duy nó bị sai. Cào cào và trứng kiến là hai loại mồi tươi cung cấp chất dinh dưỡng cho chim, giúp chim đạt được thể trạng tốt hơn. Thì cào cào là mang tính chất mồi tươi làm tăng sự sung mãn, trứng kiến thì nó không tăng sự sung mãn nhưng nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn. Thì chúng ta chăm thì chúng ta phải hiểu rằng con cào cào là con mồi tươi chính trong quá trình chăm. Anh em thấy năm đâu mà đăng lên có mấy cái trứng kiến đó, là cái đó năm đâu đăng để anh em biết rằng năm đâu vẫn nuôi trứng kiến vẫn không thuộc lửa, để anh em hiểu rằng cái nguyên tắc trứng kiến không làm chim thuộc lửa và không làm cho chim thay lông. Nhưng chúng ta không nên làm trứng kiến, ta không bao giờ chim là nuôi trứng kiến nó cũng lên lửa. Nhưng có những con chim nó đặc biệt, anh em nuôi cào không lên lửa nhưng anh em nuôi trứng kiến nó lên lửa, nó phù hợp. Nên làm thì làm nó phù hợp là cái quan trọng nhất đối với con chim. Cào cào hay trứng kiến thì phải phụ thuộc vào cơ địa chim, nhưng đa số anh em nuôi bằng cào cào. Năm đâu vậy, năm đâu nuôi một ngày năm đâu chỉ tốn có 50.000 cào, nhưng năm đâu tốn đến 50-70.000 tiền. Không, quên, năm đâu nuôi 10.000 trứng kiến nhưng tốn đến 50-70.000 tiền cào cào đó, vẫn nuôi chính là cào cào. Nhà hiện tại năm đâu chăm thì cái trứng kiến là nuôi mấy càng là trương kỳ. Chào anh Minh Khang, chào tất cả anh em. Và con Trương Nam Phong là ăn thêm trứng kiến kẹo thêm cào vào là hai con chim, còn tổng lại là đều nuôi bằng cào vào. Lâu lâu năm đâu vẫn dặm trứng kiến cho những con chim thi, tại vì không nó cần thêm dinh dưỡng để giúp con chim mình nó đạt và thể trạng hơn nha. Chứ còn thực tế năm đâu không có nuôi và chính là bằng trứng kiến, mà tại vì con mới càng nó thích ăn trứng kiến và nó chịu trứng kiến, nó hạp với cơ địa nó nên năm đầu nuôi trứng kiến một mình nó. Còn con Trương Tư Phong là ngày xưa từ thời anh Tấn Ngà đã nuôi bằng trứng kiến chuyển qua cho anh Tài, thì anh Tài có thử cắn trứng kiến nuôi cào cào nó không chịu, nó trục lửa, thì bây giờ năm đầu vẫn nuôi trứng kiến vẫn dặn vào như là nó ăn thêm bổ sung đó. Thì phải chúng ta phải hiểu được cái đó là cái tư duy của anh em. Còn mấy con kia năm đầu vẫn nuôi cào, nhưng con chim mình con chim như con trâu đêm, con linh lực, hai chim mình nó hơi mập thì năm nay không cần trứng kiến, tại vì trứng kiến nó nhiều chất làm chim mình nó dễ mập nha. Và hai con chim này năm đâu đã cân canh chỉnh cái lượng cám, tại vì con trâu điên ăn cám rất nhiều, thì ăn cám nhiều thì với cơ địa con trâu điên nó đang mập và nó hút tốc độ thì nó sẽ bị sao, cái cặp chân gánh cho cái người nó quá nhiều, thì lượng cám nó ăn phải phù hợp với cái cơ thể nó. Nó ăn nhiều hơn những cái bình thường nhưng không cho ăn quá nhiều, tại ăn quá nhiều làm cho chim nó tăng cái lượng mỡ và nó mập. Thì Nam Râu sẽ cho một chế độ, ví dụ con chim bình thường ăn một ngày 50 hạt cám thì nó ăn nhiều nó ăn 70 hạt cám, còn lại nó còn sức ăn nhiều thì phải buộc nó ăn trái cây mồi tươi, cũng không cho ăn quá nhiều, tại cho ăn quá nhiều làm gì mình mập nữa đó. Thì cái mà chúng ta tư duy ở đây là cách chăm cho từng con khác nhau, nên không có con nào cũng chăm thế nào. Còn nhiều người đặc biệt
anh em mình thích tốt, luôn luôn có suy nghĩ gì con chim hay nuôi thế nào hay, thì đúng nó là, nhưng mà nó chưa được chuẩn thầy giáo, nó phải phụ thuộc con chim hay đó anh em duy trì nó được bao lâu và cái đỉnh con chim nó tới đâu. Còn nó hay thì không thể thay đổi được, cốt con chim nó hay thì không thể thay đổi được, nhưng để nó phong độ nó xuống thì chúng ta làm nó thay đổi được, và chúng ta duy trì được phong độ thì đó là ở bản thân của chúng ta. À, nên nhớ vậy, tư duy ở bộ môn nào vậy, người có tư duy hơn người ta sẽ không bao giờ nói như vậy nha. Anh em hỏi những người mà chơi xe không ai giờ mà nói cái câu mà chim hay nuôi cái gì cũng hay, nuôi là sao hay cho ăn cá nào hay, người chơi chim chuyên nghiệp họ không bao giờ có tư duy đó. Thắng này, cái người chơi chim chuyên nghiệp và người chơi chim tư duy họ còn chọn cái dòng cám phù hợp. Cám thì cái là dinh dưỡng để giúp con chim nó ổn định, cám nào chúng ta cũng nghĩ rằng nó cũng đưa chim hay nó lên, nó không có đâu, nó phải phù hợp. Hàm lượng dinh dưỡng trong từng loại cám nó khác nhau, dinh dưỡng khác nhau anh em. Có anh em không thể so một loại cám mà 40 ngàn, 50 ngàn, anh em so loại cám 100 mấy, 200 ngàn, cái dinh dưỡng với nhau, đặc biệt giá cả với nhau, chắc cái dinh dưỡng với nhau, thì con chim ta nó duy trì về thể trạng, nó phải phụ thuộc vào từng cái cám. Ok anh trai nha, hay là em rảnh em nghe đó, thì á cái dinh dưỡng cám là một cái chúng ta nghĩ rằng là có nhiều người vẫn nói cám nó không có liên quan gì đến phong độ con chim, không phải đâu. Người chơi chim anh em nói thật sự là phân biệt ra người chơi chim chuyên nghiệp, người chơi chim bán chuyên nghiệp và người chơi chim gọi là cho vui đó, thì chúng ta phải tư duy được cám có thể con chim này nó không phù hợp, anh em cho ăn lại mất tiền nhưng nó không phù hợp nó cũng không rẻ, nhưng anh em chỉ mua cái lại nó rẻ hơn, nó lại phù hợp cơ địa con chim, tại cái chất trong cái cám nó mới lượng chất nó phù hợp con chim thì nó mới lên được. Nhưng mà thường cái gì vậy, chất nó phải đầy đủ, tại con chim á về cái sự thi đấu của nó tốn rất là nhiều năng lượng trong một quá trình thi đấu. Rồi cảm ơn Mr. Ngầu nha. Rồi thứ hai là cái công của anh em đừng đánh giá thấp cái công anh em chăm nó ghê gớm lắm. Anh em phơi nắng, rất nắng anh em phơi, anh em phải chọn, không phải anh em muốn phơi nào được. Con chim hay mà anh em cứ sáng ra anh em phơi nó không đúng, con chim mình nó phải cần cái nắng chịu rồi. Sáng anh em đem ra anh em phơi sáng sớm 7 giờ 8 giờ, anh em phơi 15 phút xong anh em đem vô, chim anh em vẫn lấy giải nhưng phong độ nó không bao giờ đo đạt được nha. Nó đánh những tại sao khi anh em phơi vậy, anh em chỉ cần khác biệt về cái thời tiết và về biểu cái da chim anh em là thua rồi. Chim anh em phơi như vậy thì khi một thời tiết nó nóng nó bức cái vàng nó hơi nóng một xíu, chim ta chim không nổi đó. Nên đó là tại sao năm đông ấy kêu là chiều nắng lửa, chiều nắng nó vô nhiều và nó tăng lên cái sự chịu đựng cho chim chúng ta, nó đạt được cái sự bền bỉ trong thi đấu ở những nhiệt độ cao đó. Rồi tắm nha, tắm thì thực ra thì chúng ta nguyên tắc là cứ là nóng chúng ta tắm thường xuyên, rồi lạnh chúng ta tắm 2 ngày chúng ta tắm lần. Nhưng có những con chim chúng ta phải hiểu được nó khác đi nha. Có những con chim anh em tắm thường xuyên nó không chịu, 2 ngày chúng ta tắm mới được, nhiều khi anh em nửa tuần anh em tắm 2 lần nó là gì? Có những chim nó chướng đó. Rồi trái cây vậy, có những loại trái cây chim ta ăn nó không chịu, cũng là cho ăn nó bình thường, ăn rồi cho anh em cho ăn đủ đủ thì như con ăn vô nó không chịu, nhưng có nhiều con nó chịu. Nhưng đa số theo công thức thì anh em mới nuôi, khi chim nó ổn định được thể trạng, đường ruột nó tốt thì anh em phải cho ăn một tuần ít nhất 1 bữa đủ, 0.2 bữa để nó dùng thường. Khi mà con chim đạt cái đàn là cái sự hấp thụ của nó rất mạnh nha, rất tốt, thì đường ruột chim mình khi hấp thụ tốt nó sẽ dẫn đến bón. Anh em nên nhớ con chim ta ăn những loại trái cây làm sao phù hợp. Con người chúng ta phải ăn rau để làm sao cơ thể nó điều hòa tốt, con chim nó không ăn rau thì nó ăn những loại trái cây nó phù hợp nha. Chúng ta phải tư duy chỗ này nha, chứ không phải là anh em cứ cho ăn chuối ngày nào chuối. Nhiều người vẫn có quan niệm là cứ chim là thích ăn chuối và chuối nó phù hợp với chim, không phải. Trong chuối có những cái chất đó, ngoài ra những cái chất như táo nó cũng có nhiều chất, đu đủ nhiều chất khác đó, các loại vitamin, các loại khoáng chất, hàm lượng canxi kali rồi nó khác biệt hết đó. Thì chúng ta phải nuôi, chúng ta phụ thuộc vào cơ địa của chim, sở thích chim và phụ thuộc vào cái giai đoạn chim ta nó ở đâu nữa. Chim bởi cái quan trọng chim ta nó ít lỗi nha. Cái lỗi ỉa là một cái lỗi nhẹ, nhưng mà khi vào những cái giai đoạn mà quan trọng
quyết định anh em là tốt nè, mà nghỉ lâu cũng là một cái điểm để cho trọng tài họ hạ. Kể cả như anh em muốn lại bứt phá luôn, nhưng trọng tài có điểm để người ta muốn ép anh em lại nha. Đó thì chúng ta huấn xuyên xuống không có lỗi là chúng ta không ép được. Đó chúng ta nói chuyện về cái chuyện mà chúng ta thì sâu xa hơn. Còn khi chúng ta có vấn đề là chúng ta khả năng sẽ bị rớt, có cái lỗi để cho người ta bắt. Chứ anh em nghỉ 15 giây trong vòng thi đấu có một có 2 phút thì chúng ta còn có 1 phút 45 giây. Thì những chim khác nó út yếu hơn nó đều hơn, thì chim anh em muốn mạnh mẽ lại thì người ta nếu họ muốn xét chim anh em vào, người ta có tư duy họ có lý họ đưa anh em vào, nhưng người ta họ muốn hại, người ta muốn hạ chim anh em thì người ta sẽ có cái những lời nói họ làm sao họ phân tích cho chúng ta rớt ở bình thường đó. Nên chúng ta nuôi làm sao để hạn chế chúng ta nó ít sinh ra nhiều cái lỗi phụ thì đó là cái càng tốt. Chứ còn môn này nó không thể nào hoàn hảo được, hoàn hảo là ở cái bản thân chúng ta. Chúng ta bỏ cái tư duy con chim hay là tất cả, hay là yếu tố cần thiết là phải có chim hay, nhưng cái tư duy và cách chăm của nghệ nhân bây giờ là cái quyết định rất nhiều. Tại vì cái giờ cái tầm nhìn chung của anh em nó hay hết rồi, thì cái yếu tố tố chất nó nằm ở cái khí sạn là phải bắt buộc rồi. Chứ mà chim tâm không hay thì anh em không có làm gì được. Nên cái chuyện đó là gì? Bắt buộc anh em bước vào cuộc chơi, anh em phải hiểu phải chọn cái chim hay rồi. Thì còn lại giờ là 50% quyết định đến cái sự thành công anh em, là đó là 50%. Ngày xưa là cái tố chất con chim quyết định đến 70%, có khi 80%. Tại cái việc đề ngày xưa chăm nó rất đơn giản. Có những cái thời ông Cana chơi chim chỉ cho ăn gọi là cám gạo, như là làm gạo xay ra bỏ một ít loại ngũ cốc và một cái trứng thôi, tôi đâu có cho mùi tươi vào nhiều đâu. Họ chơi thì nhiều đó, đó là cái tố chất chim nó quan trọng. Nên nuôi rất đơn giản. Còn bây giờ anh em nuôi tư duy, nuôi cầu kỳ, nuôi đẳng cấp. Giống như bóng đá, ở một môi trường nha, anh em đá ở khu vực anh em thì chỉ cần anh em có năng khiếu, anh em có thể lực là anh em đã đá được. Nhưng để bước ra một cái giải quốc gia, một giải quốc tế thì ngoài cái chuyện mà năng khiếu thì thể lực anh em phải có sự tập luyện bài bản từ những cầu thủ đó rèn luyện lên và sự kết hợp với những cầu thủ khác đưa vào thì người ta mới thành một đội bóng hoàn hảo được. Thì con chim bây giờ nó nâng tầm rồi, chúng ta phải tư duy là chúng ta nuôi cho nó đạt đến khả năng mới khó. Giờ toàn chơi thuốc tăng lực ở đây. Cái tăng lực đây thì trên năm đầu có đánh giá là tùy thuộc vào mỗi người, nhưng năm đầu thì không bao giờ nuôi đó. Năm đầu chỉ nuôi bổ sung những cái chất nó phụ thể cho nó tăng thêm cái thời gian chim. Ví dụ anh em có thể giờ sử dụng là canxi. Cái canxi cái quan trọng nhất của con chim, mà đó là cái quan trọng nhất của các loại động vật luôn nha. Tại vì sao? Cái hệ xương khớp, hệ cơ nó phụ thuộc canxi rất nhiều nha. Thì cái hệ xương khớp cái quan trọng nhất trong quá trình thi đấu của con chim thì cái canxi là cực kỳ quan trọng. Ngoài ra có những cái loại vitamin nha. Vitamin chúng ta bổ sung nhiều khi anh em phơi nắng không đủ, anh em phải bổ sung vitamin D. Nhóm quan trọng nhất là nhóm B1 nha, nhóm B1, B6, B12. Hai nhóm quan trọng nhất là nhóm B1, nhóm B6 này giúp con chim ta nó có cái gì? Nếu con gà anh em chơi biết có nó gì tăng nước máu, hay là làm máu chim nó tốt lên, làm cho tăng hệ sinh mãn nữa nha. Đó, nó hỗ trợ giúp chim nó đủ. Và cái nhóm B này nha, nó có hỗ trợ về xương khớp, các loại vitamin khoáng và những cái nhóm loại vitamin khác. Thì nói thật với anh em chia sẻ như thế này, lão Văn Tài lão mới nhập về một loại vitamin mà lão chia chứ lão chưa bán, lão chia năm đầu đúng một chai, năm đầu không dám xài ly từ đấy, tại do nó ít quá mà lão gửi một chai thôi. Thì trong này năm đầu có nói chuyện thì anh có đưa lên cái bảng của bên nước ngoài đưa về nha. Thì năm đầu tại vì trước đó năm đầu có nói anh Văn Tài á là sử dụng những loại vitamin có nhóm B để hỗ trợ cho những chim nào bị yếu chân. Năm đâu vừa rồi năm đâu núi càng năm đâu mới biết. Nên là sau khi mình bị rồi mình phải nghiên cứu lại con chim mình nó bị cái gì. Anh em thấy con mấy càng đâu dịch trên là một kỳ trên. Mà thật ra là nó không đơn giản là chúng ta chỉ dùng thuốc không đâu. Thuốc năm đâu nhắc ngành lại trong quá trình trị bệnh. Thuốc là cái để gì? Nó giúp chúng ta nó đỡ bệnh
nha, hoặc là khỏi bệnh. Nhưng để duy trì được cái thể trạng đó là phải phụ thuộc bản thân chúng ta nha, chứ không có thuốc nào làm con chim mình tự nhiên cái hết hẳn rồi con chim đang bình thường yếu lên cái khỏe luôn, không có đâu nha. Đó nên nó là nam râu vẫn là nuôi rất kỹ cho mấy gà. Anh em thấy mùa này nam râu nuôi lên rất thành công. Thành công ở đây là một con chim tưởng rằng nam râu nghĩ là phế, tại vì thời điểm nam râu đã thấy nó nằm xuống bố mà nó hầu như nó đứng không nổi, cặp giò nó gọi là một trong những bệnh bại cơ, mà bại ở đây là do nam râu. Thứ nhất là đánh giày, thứ hai là có những biểu hiện trước đó vào những thời điểm nam râu mới mua, nó đã có thời điểm gọi là rút cơ, có những lúc nó co giò và có những lúc nó bị đau chân mà nam râu không nghĩ rằng chim làm vậy đó. Mình không bổ sung đủ đủ nhất thì đánh giày, cộng thêm một cái giai đoạn nam râu có chuyển cám, nó bỏ cám thì chất dinh dưỡng nó cung cấp nó không đủ. Còn nhiều người nói là nam râu, nhiều người cũng phân tích cái dụng mà bị bệnh ăn nhiều đạm hút. Anh em xin thưa anh em, cái thằng mà không có chất thì mới bị chết, thằng có chất thì nó không có bị bệnh bao nhiêu. Có người người nào cũng cũng có khả năng bị bệnh nha, nhưng anh em nên nói bệnh gút nó khác, còn mình bị phải hiểu được. Mấy ngàn năm râu vẫn cho ăn cám ăn tỏi, cám tỏi nhiều nhất, nhiều nhất nó là một cái gì trì số số một nha. Nam râu cam kết, nam râu đang sử dụng cá của giao cho tất cả anh em nha, tất cả dàn chim của nam râu đang sử dụng cá giao cho anh em, chứ nam râu không có một loại cá nào khác của anh Văn Tài gửi. Đó là sự cam kết bằng uy tín, bằng nghề nghiệp nha. Tại vì cái nghề này mà mình chơi mà mình không và gì có tâm, và mình chơi mà mình không thật tâm thì nó tổ sẽ không lại đó. Thì cũng như là có thể là ông trời ông thương nam râu à, là có tâm huyết với cái nghề, tâm huyết con chim, tâm huyết mấy càng, nên nam râu được trời phú để vực lại càng. Thì mùa này có ba cái dạy số, một cái nhất, hai cái dạy ba, hai cái khuyến khích, năm con mà quấn rất mạnh nhưng mà không chung kết, vì nhưng mà này mạnh hơn so kè 5 năm mình thua năm xíu về hình bộ. Mấy càng anh em biết rồi, về hình bộ không bằng người ta nha, mấy càng không có hình bộ người ta được cái độ xuyên suốt của lực này. Đó đó thì như vậy là mình cảm thấy hai đằng kia không vô chung kết nhưng cũng là thay vì bằng chung chung cái yếu đó rồi. Ngoài ra đã có được cái tốt tốt vậy đó, nó cũng không không đạt nha, có bị rớt một trận nha, mấy càng có bị rớt một trận. Trận đó là do năm râu chở, là năm râu chia sẻ luôn là trong quá trình năm râu đi di chuyển 4 năm hơn nay, năm râu nuôi với càng ngày thi năm râu cho ăn đu đủ để sao nó dễ đi phân, nhưng chưa bao giờ bị và đến bây giờ bị là sợ luôn. Trong quá trình chở thì ngày đó không biết lý do tại sao mà nó quay lưng quay cánh, nó quẹt để đu đủ, tại miếng đu đủ chính đó, anh em biết không, khi mà nó đi nó nhảy nó quay cánh, nó quay đu đứng sát, mà đặc biệt cái cầu góc ta nó không có lớn, nó đứng nó quay là dính. Ngày đó năm đầu đưa lên năm đầu coi ra, năm đầu có nói một số anh em tại vàng, trời ơi dính đầy đu đủ hết, và đó là lý do nam đầu rớt, là chim đánh có sỉa và sỉa hai ba mỏ nên rớt ở những vòng cận đường gãy. Tại vì mấy càng thường ngày xưa mấy càng có sỉa thì chỉ một mỏ rất nhanh quẹt xong rồi chạy, nhưng đợt đó là bị dính nó bị rít, thì khi mà nó sợ nó sỉa là nó sỉa đi sỉa lại như là quẹt quẹt quẹt, nghĩa là sỉa hai ba lần trong một lần sỉa thì con chim chúng ta nó bị rủi ro nha. Thì cái đó là cái rút kinh nghiệm. Thì năm đâu giờ nó không cho ăn đu đủ vào cái ngày đi thi nữa. Ngày xưa Nam đâu là một trong những người nha, chứ không phải là người đầu tiên, mà một trong những người đầu tiên cho chim ăn đu đủ ngày đi thi. Thời điểm đó năm đâu cấm miếng đu đủ đi thi, trên vàng thì ai cũng hỏi hết nha, cứ tự nhiên sao là cho ăn đu đủ, em cho ăn đu đủ như vậy tục lưỡi thì sao. Năm đâu cười thì kêu em thấy chả tục lưỡi gì, em cho ăn. Thời điểm đó lên vàng đa số người ta cũng cho ăn chuối. Cách đây khoảng gần 5 năm đi thi những cái dạy dạy xe dạy lớn, đa số anh em vẫn còn cho ăn chuối trên nhà thi, nhưng hiện tại bây giờ anh em thấy lên nhà thi hiếm ai cho ăn chuối nha, hiếm ai cho ăn chuối đó. Thì sau thời gian đó năm đầu nuôi, năm đầu đi thi có lẽ năm đầu lấy dạy, nhưng người ta thấy hiệu quả và người ta dùng đủ đủ rất nhiều. Nhưng hiện tại bây giờ năm đâu lại đổi lại là năm đâu dùng táo cho cái ngày thi. Thì trong quá trình di chuyển táo nó không dính vô cái lòng chim, nhưng đu đủ anh em đặc biệt đu đủ chín, tại vì ngày thi chúng ta cho ăn đu đủ cứng nó ăn không được, đu đủ hơi mềm, và mềm á thì nó bị bết bết bây giờ nó quay vô, anh em sử dụng cầu gốc là cực kỳ nguy hiểm, nó nhảy nó quẹt vô đuôi đẹp cánh nó dính vô đủ là nó khiếp
Anh là tháng trọc trọc quai nha. Đó thì đó là có những cái điều năm đầu chia sẻ anh em là những cái điều năm đầu đã trải qua rồi, mà thật sự anh em là năm đầu là người cực kỳ tâm huyết nha. Năm đầu nhận dàn chim anh tài để về tới đây đưa về nhà, đây là 1 tuần, thì 1 tuần thì năm đầu ngủ được 1 đến 2 bữa là được sâu giấc, còn lừ đừ biết đêm không ngủ được, mơ thấy chim không. Ngày xưa toàn mơ thấy gái đẹp, tối nằm mơ toàn thấy em này, em kia xinh. Mà dạo này mơ thấy chim không, không ngủ được. Mà con người mình đàn ông mà thấy mấy gái đẹp ngủ ngon lắm, mình ngủ mình mơ mình không muốn dậy, mơ thấy chim toàn dậy. Tại mơ thấy chim mà mình mơ cái sự lo lắng nha, thật sự là vậy, mơ thấy cái sự lo lắng. Có 039 để Long Tàn còn hết giờ, hai ba liên tục sao đổi thầy 039 à, 039 là giải nào anh? Vừa rồi em là 002 nha, với là 036. Chế độ mồi tươi có thay đổi ngày ngày hay không thầy? Có nha, hiện bên có nghĩa là anh em nuôi những ngày bình thường anh em tùy cái điệu diêm để anh em phân bổ cái mồi tươi, nhưng mà trung bình anh em cho ăn từ 50 con để duy trì được cái sự sung mãn và cái cào cào trong con chim. Nhưng vào những ngày thi chúng ta bổ sung nhiều hơn, chúng ta cho ăn phù đơn, à đặc biệt khoảng 3 ngày thi cuối hay là học sắp thi 3 ngày chúng ta bơm mạnh vào để tăng cái sự sung mãn và tăng cái sức bền cho con chim. Rồi Trần Quân à, cũng là như Trần Quân cũng rất nhiều người anh em có nhắn năm đầu là chia sẻ về chế độ chăm. À, thì anh em cứ chăm bình thường, anh em đừng có nghĩ gì gọi là nó tư duy nó cao sang. Quan trọng nhất là không phải cái mồi tươi và cái trái cây mà cái độ canh nắng thôi, nó khó. Còn mồi tươi và trái cây thì tùy thuộc cái địa diêm, anh em cho ăn từ 50 con ngày gần ngày thi, anh em chậm phun vào là 3 ngày đó anh em chậm phun vào thì nó dễ, cái mồi tươi nó không quan trọng. Nhưng anh em không thể thay thế cái gì mà cho mồi tươi được nha. Cào cào cái quan trọng nhất, ngoài ra chúng ta dặm cái kiến. Cái kiến ở đây là được 1 tuần hoặc 2 tuần anh em dặm 1 bữa cũng được nha, hoặc xiên thì anh em dặm nhiều hơn nha, làm sao chúng ta ổn định thể trạng. Cái kiến không làm chim chúng ta rất long hay đâu, nhiều khi anh em cho ăn kiến xong ngày mai rất cộng đồng mình đổ thừa trứng kiến, anh em đừng có đổ thừa nha. Trứng kiến không làm chim long mà do lý do chim ta nó tự động nó yếu cộng đồng nó rớt thôi. Là nhiều khi anh em cho ăn là đổ thừa, ví dụ anh em cho trứng nhau chim chúng ta hôm sau nó rớt 1 cọng cánh và của mình à, mà chọn trứng kiến xong cái tự nhiên chim nó bị rớt long do trứng kiến. Thật ra trứng kiến nó chả có tội tình gì, cung cấp cái dinh dưỡng cho chim. À, nên con chim anh em rất long, anh em hỏi năm rau thì rất long là bị gì? Sao vậy anh, thì năm rau không có chia sẻ được. Rất long thì bình thường con chim có long nó phải rớt chứ, bây giờ nó không muốn giữ long thì phải rớt rồi, năm rau không làm gì được. Anh em hỏi năm rau không giúp được nha. Ví dụ chim anh em mà tự nhiên nó phá hình thì năm rau biết là do con chim bị phân đề. Còn chim bình thường cơ địa nó rớt long, mà chim bình thường những loại long vũ con nào phải rớt, con người rớt. Anh em đôi khi anh em tự nhiên cho anh em thấy trên giường anh em có vài cọng lông nó quấn đúng không, thì do tự động cơ địa mình nó rớt, có muốn rớt đâu, chim cũng phải vậy thôi. Anh em tư duy nhé, cái chuyện mà rớt lông là chuyện rất bình thường. Bữa chim em bị sỉa do ăn đu đủ dính lông giống anh giờ là trong lúc di chuyển đúng ra. Đúng rồi, chúng ta phải có những đúc kết trải nghiệm ai bị mới biết đó. Còn về trái cây nha, đồng quân thì trái cây anh em phải tư duy nha. Chim ở giai đoạn nào, giai đoạn chim mới trong lông được đục yếu chúng ta cho ăn kèm mồi tươi. Cái nguyên tắc khi được đục chim không tốt thì cho ăn là chuối, mà khi con chim mà cho ăn chuối là đường đục không tốt, chim không đặt lửa thì chúng ta không thi, nó có bón không, không sợ. Mà khi con chim chúng ta đạt lửa nghĩa là đường đục tốt thì chúng ta cho ăn hàng cho chuối lại, và chuối nó làm cho chim nguy bón nha. Đó thì anh em á, con chim nó không ăn được loại rau nha, nó ăn chỉ ăn bằng trái cây, con chim nó không ăn rau củ được nha, chỉ có là hàm lượng trong cám nó bổ sung, nhưng trong đó đảm bảo anh em nó thành tạo thành một cái dạng bồ dạng viên rồi thì nó không có thể nào mang được, thì anh em phải cho ăn loại trái cây phù hợp. Con chim người anh em ăn mà anh em không ăn rau hoài bị bón nha. Còn anh em mà anh em ăn có rau có cá có thịt anh em ấy thì đường ruột mà nó tốt, à, nó đi nó khỏe. Con chim y chang vậy, thì con chim ăn bằng trái cây thì loại mà trái cây mà chúng ta biết là chuối là gây bón đu đủ là nhuận trường
táo là duy trì cái hệ nước. Năm rau nuôi chủ lực là táo nha anh em, nhưng mà cái khó vậy nha, cái táo nó mắc, một ống nó giờ là mua là 135.000, một ống đến 54, có chỗ bán 56, 57, ai mua rẻ 140, 120 đó. Một trái trung bình khoảng 30-40 ngàn nha, và một trái thì một chia 8 phần là cũng được. Mà năm rau nuôi chủ lực táo, anh em thấy dàn chim năm rau nhiều mà nuôi táo rồi này hơi bị đuối, mà may mắn là là vừa rồi đi thi kiếm tiền nhiều nha. Rồi nói thật với anh em là kiếm hơi bị lúc, là năm rau đi 2 con là con mấy kè mấy con hoa cải, thì hoa cải thì anh tài một nửa, năm rau một nửa nha, thì mấy kè con hoa cải lấy được chiếc xe Sirius bán là 18 triệu, mình một nửa là khanh em mới ngon cho kiếm 19 triệu, còn trừ tiền ủng hộ ra cho chủ cột này nọ thì còn con hoa hoa cải là còn là 16 triệu, 16 triệu là bữa kiếm 8 triệu mấy kè, còn bữa là ủng hộ là 1 triệu, là 7 triệu, ủng hộ là 1 triệu, 6 triệu, trừ tiền vé 2 triệu rưỡi ra. Quên con này con, có cả con trừ vé nữa. Đó. Thì vừa rồi kiếm được chục hơn chục. Đó, cũng khỏe. Thì chơi môn này anh em mà chăm. Bởi vậy năm đâu là, nói chung là chăm chim ghê lắm. Chăm ở đây năm đâu sẽ thức cả ngày. Đợt này là mệt mỏi. Quên. Còn về thuốc chưa uống nữa. Ngày nay phải, phải uống thuốc, tại vì mấy ngày này mất ngủ, cái sức khỏe mình nó xuống, bị cảm liền nha. Dân chơi game mà bị cảm là do là mất ngủ liên tục. Nói chung là chim cò cả cả tuần này hơn là từ ngày mà 6 chim của lão tài về đây không có làm gì, tại vì ngủ là ngủ mình mơ chim mà anh em biết là mê cái cỡ đó rồi đó. Chơi môn nào mình mê môn đó thì phải tư duy trong quá trình mà mình tối mình phải suy nghĩ ngày mai phải chăm chim như thế nào chứ không phải đơn giản là anh em thấy vậy là sướng đâu nha, anh em thấy trong đâu đó giải là thấy sướng có trước đó trong đầu bỏ ra rất nhiều công rồi. Cảm ơn Minh Đường nha, cảm ơn Toại, vẫn là một cái gì đó khác biệt. Giờ không không bỏ được nha em ruột ơi, giờ bỏ không được, cái nghề của anh này cái máu này nó tới não rồi, tại vì anh em chơi mà khi nào anh em mà phải mất ăn mất ngủ trằn trọc nhiều là anh em mới biết được là con chim này nó khó lắm, mà nói nó đơn giản thì nó rất dễ nhưng mà thực sự nó rất khó, không hề giỡn đâu. Em mua lại dàn chim không? Không, năm đâu đang cổ phần với anh Tài chăm nha. Thì thật ra là đăng lên là thật sự là đưa về nhà mà nhưng mà năm đâu không có mua dàn chim với anh Tài nuôi ấy là nó không đạt được phong độ mà ảnh lại có thương hiệu mà ảnh nhưng dài thời gian thì ảnh chuyển cho Nam đâu nuôi, thì năm đâu với anh Tài có sự thỏa ta thỏa thuận trong đó nha. Đó thì năm đâu với anh Tài là kết hợp sắp tới Nam đâu với anh Tài là một nha. Đó. Thì vì cái đường đua của anh Văn Toại á, giờ anh Tài đang tham gia đó, nên đó là hiện tại bây giờ anh Văn Tài vẫn còn chạy đường đua để mà đăng giải, nhưng mà hết cái đường đua này thì anh Tài anh sẽ quy về nha, anh lui về năm sau sẽ đứng ra làm hết nha. B40 rất ghê nha Ken ơi, hay trận đó mà B40 là nằm biên xui rủi là do vàng nó phập phồng chút với chim ngoài hơi nhiều thì mình bị trao bên ngoài giống như mấy càng ngoài chung kết y chang vậy. Hiện tại bây giờ là anh em biết không, có một chiến binh anh em mà có thể nói là một chiến binh gọi là nổi tiếng cái thời kỳ đầu tiên đó là Trương Tam Phong, làm đâu mới nhắc lại cũng rất tốt, thì sắp tới Trương Phong là đang ở trên phong đà này thì Trương Tam Phong trước sau gì cũng sẽ quay lại đấu được xe. Anh Tài nuôi nó không đạt, anh Tài anh nuôi nhiều chim, anh Tài nhà thì có 3 lầu 4 lầu thì nhà phải treo từ trên dưới, anh đi về anh thở không, giờ này có tuổi rồi hả, mà giờ này có tuổi mà có tiền nên ảnh là đi nó hơi đuối, đào nuôi không đạt, ngày nó phải đắng rất ít, đó đem lên đem xuống tắm xíu đem lên thì những chim nó không đạt thì về là năm đầu hàng. Hiện tại bây giờ cái dàn chim đó đang lên phong độ lại nha, rất mạnh nha, và đặc biệt dàn chim nó qua cám Văn Toại 100%, thì khi mà qua cám Văn Toại rồi thấy dạo này hấp thụ tốt, có một số con chim bị đường ruột,
Lão Tài có nuôi cho uống cái nước của bên ngoài chuột, nước hỗ trợ đường ruột trị ruột á, thì nuôi mà người ta nước đó là người ta chỉ sử dụng trong một thời gian để con chim ổ định ruột, còn anh Tài nó suốt luôn, con chim không đạt, về năm đầu là cắt hết, năm đầu chỉ sử dụng nước lọc bình thường và sử dụng các phân tỏa. Hiện tại giờ đường ruột đang khá ổn nha, những con chim đang bị yếu về đường ruột hiện tại giờ đang tương đối ổn, chỉ còn một sự là gì, điều tiết tốt là thôi. Em thấy anh nói đến một chim Minh Sao số top Việt Nam, anh đang cầm bí mật qua được. Câu nói là chưa nói được nha, chỗ chủ nhân chưa cho Nam đâu nói được nha. Thì đang trong quá quá trình gọi là thay long này nọ, chắc phải cỡ vài tháng nữa sẽ xuất trận. Cái chiến binh đó đảm bảo anh em mà cả nước biết nha. Nhưng mà anh chờ đi, không cần phải những chứng minh đó đâu. Sắp tới những chứng minh năm đầu đang cầm sẽ làm nên cái sự bứt phá nha. Năm đầu chăm rất kỹ, hầu như một ngày năm đầu chăm từ sáng đến chiều nó mới xong nha. Từ sáng đến chiều 12 con chim thi, mà trong đó những con chim năm đầu ủ rồi nha, còn giang mỗi giờ nó giao hết cho vợ, mà năm đầu phải sang chăm từ sáng đến chiều, cứ dậy xong đưa con học vào 7 giờ mấy, gái gặp vào thì về nhà nhà khoảng 8 giờ, hoặc là có khi 8 giờ kém, là vào chế độ chăm là phải cho ăn. Cho ăn cũng phải từ từ nha anh em, không vội vàng gì, cho ăn xong tỉ tê vô, thay phân thay bố hết sạch sẽ, nước đồ con nào mà gần hết chúng ta đổ tay mới nha, con nào uống ít thì chúng ta đổ ít, con nào uống nhiều đổ nhiều. Đây là một chiến binh mà nói chung là chưa có thể nào cho anh em biết được nha. Tại vì là anh em phải biết là đâu phải là mỗi là anh Tài mới đưa chim cho Nam Râu hay là anh Tài đâu, cả nước có rất nhiều anh em có nhắn cho Nam Râu, mà Nam Râu thì chỉ nhận được một vài những người nào mà thật sự anh em mới là Nam Râu nhận, và nhận những chim có đẳng cấp, cái nhà cả đóng chim rồi, mọi giờ có vấn đề gì Nam Râu nhận chim của anh em á, những chim bình thường Nam Râu không nhận. Tại vì anh em biết không, quá nhiều chim đưa về đây chịu không nổi đâu. Ngày hôm nay năm rồi phải đem đi một con thiên thiên mệnh đi qua bên nhà bên kia, chịu không nổi, tại nó đang ổn định mới sông long một tháng mà dàn chim kia nó đè quá, chim già không, chim xe không, chịu không nổi trùng lửa. Ổ chim thi là sao bạn ơi? Ổ chim thi ở đây là thằng Nam mình năm đâu không có quan niệm ổ nha, năm đầu nuôi chăm rất bình thường, năm đầu có sự đều tay đến ngày thi đó, thì những con chim nào mà nó có một vấn đề mà gọi là cần ủ thì chúng ta phải trùm áo bình thường, năm đầu có mở áo cho bình thường, nhưng mấy chàng đâu mở áo suốt ngày, tại vì mở áo để chim thấy xung quanh nó không bị sụp sọi, còn qua cải thì năm đầu để 2 xẹt 3 ti ra, tại vì chim nó nhát không mở áo được, mở áo chim tung là mất lực, nó phải ở trong cái thời gian nó nghỉ nha. Đó thì là tùy thuộc chế cái chế độ, ví dụ như ngày hôm đó là con gái nó không qua nhà nó đi học thì có thể nó mở, nó chỉ mở ra cho hoa cải nó thoát, nó thấy không gian, nhưng mà khi nào nó về rồi trùm áo, nên nó về nó không đi vô ra chim hoảng tung rất lâu đó, nên nó là cái chế độ chăm nó phải phụ thuộc vào con chim nữa, chứ không phải là chúng ta chăm giống giống nhau. Chăm chim bằng 8 ngày 1 luôn được không anh em ơi? Năm rau mà nuôi thường vậy, một tuần năm rau cho ăn chuối thường là sẽ 1 đến 2 bữa, mà đa số sẽ 1 bữa nha, tại vì bổ sung chuối để chim nó có thêm nhiều chất nha, rồi chuối nó có kali canxi, rồi nó có thêm nhiều protein và nhiều thứ chất khác nó phù hợp với chim, nên năm rau vẫn duy trì, nhưng năm rau không cho ăn nhiều. Thường năm rau cho ăn táo, một tuần năm rau cho ăn táo khoảng nha 4 bữa, chuối 1 bữa hết 5 bữa, rồi năm đó cho ăn đu đủ ha. Có con thì năm đó cho dọc thêm cam, tùy thuộc con chim thích ăn hay không nữa, có cam thì con chim nó không ăn đó, nên đó là cái chế độ chăm chim nó phải phụ thuộc vào từng con chim nó khác nhau đó. Mà vấn đề là năm đó sẽ nuôi con chim, anh em mình nên nhớ là anh em không thể nào bắt buộc năm đó nuôi 12 con chim lên được, năm đó đang nắm 12 chim thi mà trong đó có 8 con chim xe trong một cái nhà chút xíu à nha,
còn hai con chim không phải chim sẻ nó đâu đi gửi. Thì hiện tại giờ 8 con chim sẻ ở nhà và thêm hai con chim chưa có sẻ mà cũng là chim thi, thì 10 con chim trong một cái nhà năm rau thì cũng nhỏ xíu à. Và ngoài năm rau có thêm mấy chục con muỗi nữa thì không thể nào nuôi con nào cũng đạt được nha. Ví dụ như 10 con chim thi năm rau nuôi được cái môi trường nó thoáng mát hết 10 phòng với nhau trọng rãi thì năm rau mới trồng đạt được hết. Còn ở đây thì có thể lên những con chim mà nó mất không được nha. Năm rau đang cảm nhận tốt nhất là con Trương Tam Phong, một chiến binh gọi là sao số và một thời gọi đình đám của mình nè. Đang trở lại, đang rất mạnh mẽ nha. Sắp tới anh em sẽ thấy nếu Trương Tam Phong mà đạt được phong độ với một cái tuổi hiện tại bây giờ nó tầm ở 17 nha, ngoài 18 gì đó. Nó ngang ngửa với mấy càng. Và cái độ chuyển có rồi thì độ bứt phá của nó nếu mà nuôi đạt thì sắp tới nó sẽ ghê gớm luôn. Còn trâu điên đang đạt phong độ. Đến lượt của anh Tài cũng đang lên. Tốc độ thấm cám rồi, bắt đầu sung. Thì những chú chim mà anh Tài có chia sẻ là tốc độ ở nhà rất hiền, và hầu như là nó sợ ở nhà nó rụt hình không. Nhưng hiện tại vì năm rau đang chét chẽ và đang cực kỳ sung, vô thấm cám văn tài thì sung hẳn lên. Anh có nuôi cà rốt hấp không? Năm rau hầu như hồi đó giờ cuộc đời cho chim năm rau hơn 10 năm chuyên nghiệp nha. Còn chơi thì biết về con chim, nói chung là ai anh em ta chơi về con chim á thì chúng ta chơi nó từ nhỏ giờ rồi, ai phải nuôi những con chim này kia, cái gì không chào bào chim kia, biết về chim chào bào biết lâu rồi, nhưng mà để mà thi mà chuyên nghiệp nhất á thì năm rau đánh mà lớn nhiều nhất thì năm rau chơi khoảng gần 6 năm. Còn trước đó là anh em biết là những giai đoạn mà năm 2000 mấy rồi, 2010, 2012 rồi 2011 á, thì hồi đó thì ở Sài Gòn thì chả có 20.000 50.000 là đã thi được rồi. Hồi đó chúng ta không tính vô cái thi, hồi đó thi cũng đóng hụi chứ chơi sơ lại đó mình có tiền đâu đó. Thì năm đâu chơi đó giờ tầm có hơn 10 năm thì cà rốt hấp năm đâu đếm trên đầu ngón tay, 10 ngón tay đếm chưa hết nha. Ít lắm, ít khi dùng, tại vì thực ra cái bản thân chim đó nó không phải là loại ăn cỗ nha, ăn trái cây. Cũ là cái ta thấy nó tốt, có nhiều dinh dưỡng ví dụ như trong cà rốt có nhiều vitamin A thì anh em và có nhiều loại vitamin khác thì chúng ta mới cho nó ăn để nó duy trì, nó để cung cấp cho chim ta tốt hơn thôi, chứ thực tế không có chim nào mà xuống dưới mà nó bới cà rốt nó ăn đâu đó. Thì năm đầu không có nuôi nha. Năm đầu chủ lực con táo, cái táo ống là nó mới đạt được cái gọi cái dinh dưỡng, và thứ hai nó an toàn. Anh em biết cái dinh dưỡng trong táo anh em mới đánh lên nó rất là chịu nha. Táo là nằm trong những top là trái cây nó dinh dưỡng, mà đặc biệt cái táo ống đó thì nó viết nó thơm lắm nha anh em. Anh em nào mà sử dụng táo ống, anh em đã từng ăn, anh em biết táo ống nó hấp được không? Con chim đã ăn táo ống rồi, anh em mua táo khác nó ít ăn lắm nha. Tại táo ống nó thơm, nó chặt, độ ngọt nó thanh lắm, chim cực kỳ thích ăn. Đó thì năm nào có táo chín, chuối thì tuần là 1-2 bữa, đu đủ thì nhà có cây sẵn tiện thì quốc cho tuần từ 1-2 bữa nha, phải phụ thuộc con chim. Con chim bình thường nuôi thì chúng ta không quan tâm đu đủ, nhưng con chim mà đang thi là phải quan tâm. Tại vì nuôi 10 con chim thì không thể ăn chim nào cũng có thể đi thi được. 10 con chim thì nó khoảng ổn định khoảng 5 đến 7 con thôi, còn 3 con cũng lên xà lên sinh. Thế bây giờ con chim nó đè nhau rất cứng giọng thì con chim nó không đạt thì cái đu đủ chúng ta chưa quan tâm nha. Nhưng con chim nào đã đạt thì buộc nha, bắt buộc là phải quan tâm đến cái đu đủ, tại cái đu đủ làm chim nhuận trường nó dễ đi nha. Đó, nên nó là phải có cái sự đu đủ. Đu đủ thì năm đâu có nhà có nha, đu đủ sạch. Đó thì năm đâu có hai cái nguồn trái cây. Anh em nên nhớ là cái đường ruột chim nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà bị nát hay không. Thứ nhất, con chim không đạt lửa, thể trạng không tốt, đường ruột cũng không thể nào mà nó tốt được nha. Trừ trường hợp những con chim nó có đường hệ đường ruột quá nó tốt nha. Nha. Còn theo nguyên tắc con chim chúng ta nuôi trong quá trình lâu dài thì cái đường ruột nó phụ thuộc vào cơ thể của con chim, mà cơ thể chim nó phụ thuộc vào cái đường ruột nha. Thì chúng ta đánh giá con chim nó khỏe thì nó hấp thụ cái ăn mới tốt, con chim yếu nó hấp thụ cái ăn kém hơn. Thứ hai là cái nước chúng ta ăn nên là sử dụng nước máy là cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba đó là cái nguồn trái cây, anh em nào sử dụng nguồn trái cây táo và táo chợ nha, cực kỳ độc, chất độc nó ghê lắm, anh em đừng nghĩ là ngâm muối là hết nha. Không bao giờ hết được.
Đó nên là anh em bỏ ví dụ như thà anh em nuôi chuối anh em được nuôi nuôi táo, chứ anh em nuôi táo anh em nghe em rau mình mua tới chợ về sau này nói với em rau ráng chịu nhập. Táo đây là chia sẻ anh em để anh em chọn cái khẩu phần, nhưng mà cái độ an toàn anh em là người phải quyết định nha. Đó là ba loại trái cây chính. Ví dụ như gần nhà em đâu có phèn đen thì hôm nào xiên thì chạy ra ngoài bứt vài trái con ăn, vài trái phèn đen cho ăn để hỗ trợ đường ruột nha. Phèn đen nó rất tốt trong chim, đặc biệt trong quá trình thay lông nha. Hoặc anh em ở miền khác có cái phèn phèn trắng thì nói chung là chúng ta lâu lâu chúng ta bổ sung, còn chính là năm đầu còn là táo, táo mua được cắt được rồi. Cảm ơn Nguyễn Phúc Hóa đó, có táo mua được, chuối cũng mua được, cái là đu đủ nhà có khỏe. Hồng xiêm năm đầu chưa dùng, các loại khác năm đầu chưa dùng năm đầu không biết nha. Chứ còn nếu anh em có những cái loại trái cây mà nó sạch sẽ, hồng xiêm anh em cũng cho ăn được rồi. Sambuche tất cả loại trái cây gì miễn sao mà nó không có chất độc anh em đều cho ăn được. Xoài cũng cho được, xoài và xoài cây của anh em cắt ra chim ăn bình thường, nhưng mà xoài là nóng, xoài nó như táo làm chi mà nó tăng lửa, nhưng mà nó nóng mà và nó gây bón nha. Anh em phải hiểu nguyên tắc cái trái cây chúng ta cho ăn nha. Xoài cho ăn chim cũng thích ăn nha, xoài nó ngọt nó cũng có nhiều vitamin đó, xoài anh em cũng, nhưng mà nó mang tính chất nóng nha, nên nhớ vậy. Táo ống có phải ngâm muối năm đâu không ngâm nha. Tại vì táo ống là trừ trường hợp mà cái chủ cơ sở đó họ làm ăn gian dối, họ lấy táo khác họ thay thế vào, chứ còn đúng táo ống là tiêu chuẩn là số 9, không dùng phân hóa học nha, không được sử dụng các loại bảo quản. Có nghĩa là táo ống là một loại táo theo cái công thức anh em lên mạng anh em đánh những thực phẩm mà về các số thì số 9 hình như có số 6 rồi thì phải, em đâu không nhớ, hình như có số 6 rồi, dưới số 9 là số 6 và số 3 nha. Số 3 là tương đối gọi là an toàn, số 4 gọi là còn tạm được, nhưng bắt đầu hết số là cái đó là độc. Em mua tao ống 100.000 bốn quả không biết phải không, có nhiều chỗ nơi nó bán rẻ đó, chứ không phải là có chỗ năm đâu có mua 101, hôm nay nó lên 103, năm đâu đang kiếm chỗ khác để mua lại. Chứ chim năm đâu là hiện tại giờ rất nhiều, mà ăn táo không thì tiền chịu không nổi, thì phải tiến chỗ đầu rẻ. Một táo ống mà người ta mua 101 mà kiểu khi nó bán 134 cũng ra rẻ được mấy chục ngàn luôn nha anh em, 20-30 ngàn người ta mua được mớ cà vào chim ăn nữa. Loa điện thoại em hư hay sao, bác nghe to không ạ? À, có thể là loa năm đâu bị hư nha, hiện tại vì không phải hư mà năm đâu chắc do nó bị vấn đề gì nó năm đâu chưa reset lại á, thì là năm đâu có nghe phải anh em nó rất nhỏ nhỏ. Máy kèn sao cấn hoa cả dữ vậy, chạy vậy luôn. Thật ra anh Nguyên Hồ, máy kèn thực sự không phải là cấn, mà nó do hai chim nhà nó chưa thường xuyên đấu, có gặp nhau ở nhà anh Tài Hoàng Đế một lần, nó gọi là nó gọi nên nó đẩy, chứ thật sự nó máy kèn nó không cấn nha. Nếu mà ở những vòng ngoài nó cấn là nó đã rớt luôn rồi nha, nó có những lúc nó muốn chụp rồi. Nhưng máy kèn là nói chung là máy kèn nó có một cái gọi là cái điều vậy, là ngày xưa giờ nó có những tình trạng nó bị sụt chung ngoài mà lâu nay là nó hạn chế. Nhưng mà vì tại sao nó bị, anh em mới nhớ ngày lâu ngày năm đầu nuôi ít chim thì tất cả dàn chim nó về, hiện tại mười mấy chim nó ở đấu đá hoài, nó có những hiện tượng nó muốn sụt chim ngoài lại, phải đành lòng chịu nha. Trên dàn bữa nó đấu thì đang đấu ở ngoài chim treo rất rất nhiều, nó đang đấu con 80 á thì con 80 lại bỏ nha, dưới thì 80 bỏ bắt đấy dịp đấy, anh em thấy trước đây 80 nó bỏ, nó quay qua con hoa cải là chim nhà nó đã từng nghe giọng và nó gọi là chưa kết nhau. Nhưng mà nếu cái kẹt đạt nữa nó sẽ cắn, nó chụp ghê lắm á, năm đầu ngại nó chụp thôi, còn chị mà nó cứng hoa cải thì năm đầu không sợ. Anh em thấy không, nó kiểu như nó tìm chim ngoài, nó chụp sợ, nó hơi gọi là tìm nó, đó là bị hoài. Chứ còn nếu mà nó cứng là nó bỏ, nó đấu nó sợ luôn. Mà ở ngoài nó đấu rất mạnh, thằng đu đeo rồi, thì chỉ có bản thân mình mà biết chim của chúng ta nó bị vấn đề gì đó. Nhiều người đã từng thấy đó, con máy càng lên vàng nhưng nó làm bị tung ra ngoài, mà nó còn hơn bữa nữa nha, nó sụp màu, nó sụp màu tung 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 chạy vậy. Anh em thấy chim tưởng sợ không phải, nó tìm chim ngoài vậy đó, nó máu lên khi chim mới càng, mà nó đến lúc giai đoạn nó mà còn tung á là nó rất là lực nha, rất là lực luôn. Mấy càng anh em thấy trận đó vừa rồi 6 con chục và bình thường lực còn nhiều.
Thảo rừng này anh đâu nuôi con, anh này nuôi cũng chả nuôi cọp, anh nuôi mấy chim thi, trong có 8 con chim xe, con nào mà ít nhất 8 chim xe đó thì ít nhất thì cũng đã được một xe, còn con tốc độ thì nó ít xe nhưng mà được cái là lấy số ghê gớm. Tốc độ thì nó đang bị lình xình về cái bộ bộ lông, nó sắp rớt à, mọi năm thì giờ này nó chuẩn bị rớt rồi. B40 của Ken cũng bị nhá, bị là bị sụt chim ngoài. Với cái dòng anh em biết là cái vàng đó, bữa đó nó có những cái bạc mà màu hồng thì nó giật giật chim cũng sợ. Nó nhìn lên bắt đầu là nó nghe chim ngoài nó bị giống như nó bị trao ngoài tí. Còn mấy càng anh em thấy không, nó chạy vô nó vẫn nó vẫn đấu, nhưng mà nếu thật sự mà nhìn ai mà nhìn sâu á thì đâu đâu biết, thì con hoa cải quýt mấy càng quýt không hết nước, nó không sợ mấy càng nhưng quýt mấy càng không hết nước từ những cái vòng top 20 có chắc chẽ, nhưng mà khi mà nó yếu nó có những cái vòng nó khựng lại thì khi chơi năm đầu mới mới biết nha, bản thân mình phải nhìn nhận đúng để chúng ta chăm, tại vì giai đoạn này năm đầu chăm chim hoa cải nhiều hơn mấy càng. Một ngày năm đầu chăm mấy cái hoa cải từ sáng tới chiều, có hôm đến 4 giờ năm đầu chưa cho mấy mấy càng tắm, không tắm luôn đó. Đó thì hoa cải là luôn được ưu tiên, tại vì nó là chim mới về, con chim cưng của lão là tài, nên là hoa cải là được cưng ghê. Sáng ra phải cho ăn trước, có nắng đẹp vị trí đẹp phải cho hoa cải phơi riêng đó, tại vì chắc chắn bây giờ là chăm nó có mấy càng rồi cũng tụt lửa. Nó có rất nhiều yếu tố, thứ nhất là năm đầu đồng bằng, thứ hai năm đầu đang nuôi lực thì năm đầu không tính đánh, nhưng vì đợt nó sung quá ở lực, anh em thấy năm đầu đang clip không, nó chạy chạy tối nó bét ghê quá. À, cộng thêm là cái cơ cấu giải của nó cũng hấp dẫn quá thì mới nói anh Tài đi đó. Ok Ken nha, có thuốc chữa quẹt cầu, năm đó có thuốc chữa ho quẹt cầu sổ mũi nha, nhưng mà hàng này của anh Văn Toại nhập từ châu Âu về nha, thấy anh em xài cực kỳ hiệu quả, nhưng ai hỏi em đâu, nhiều người hỏi là, anh ơi thuốc này có hết không anh, thì năm đó chỉ thưa anh em, năm đó bán hàng đúng không, giờ cam kết anh em ấy, tại vì thuốc nó phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cách trị của anh em nữa nha, nên anh em nào mua hàng năm đâu năm sẽ tư vấn cho anh em cách trị nó phù hợp, chứ không phải anh em cứ cho uống thuốc là hết đâu. Chim đang bị sổ mũi anh em đem ra, anh em cho thuốc anh em phơi nắng thì không, hoặc bị ho thì cũng như không. Anh ơi chim thanh long bao nhiêu ngày thì sổ giun, chim thanh long xong cứ để ở đó ổn định tầm cỡ chừng 10 ngày nửa tháng nó đầu vào sổ giun là được rồi. Ken hoàng thầy như vậy fan mà tâm tâm thần ơi, cho chim thi uống có ảnh hưởng gì tới chim hay không mà chim mà nó bị thì chúng ta phải trị. Anh em mình nhớ thuốc là chắc chắn có kháng sinh ít nhiều, nhưng mà châu Âu á thì nó có những cái ngưỡng kháng sinh nó phù hợp với con chim, nó ít như bên Việt Nam. Việt Nam mà kháng sinh ghê lắm, còn châu Âu họ có những cái nghiên cứu, không mà anh muốn sản xuất ra là ra, nên anh toàn chỉ nhập hàng châu Âu là vậy. Như là thuốc thì chắc chắn nó phải có những cái gọi là kháng sinh đó để làm chim mình ổn định lại, nhưng cái hàm lượng kháng sinh nó nằm trong ngưỡng cho phép. Đó thì đó là hàng của anh Toại, trước thật ra là năm đâu có chi trễ thôi, chứ mà thật ra Toại anh đã chi cho anh em nhiều rồi, năm đâu chưa muốn bán, năm đâu chờ cho anh em test là mấy tháng, là năm đâu chờ những cái feedback của anh em lại. Thì giờ hiện tại giờ cái feedback của anh em là hầu như anh em đã chữa được những cái chim chúng ta nó bị nhờ. Một là thuốc ho, có trị quẹt cầu sổ mũi nha, và nghe anh Tại trong những chim bị trúng gió rồi là xài cũng rất ok luôn. Thì anh em có thể giúp ta không bệnh, ta lấy một chai là 200.000 nha, ho và thuốc trị đường ruột là 200.000, thuốc xịt hỗ trợ trị gắn lông là 250. Thì anh em có thể anh em mua cái thuốc ho là cái quan trọng nhất nha, đó thì chúng ta mua để chúng ta ngừa chúng ta có bị chúng ta dứt liền. Hàng của châu Âu và bột nên chúng ta bảo quản được lâu đó. Thì cái đầu tiên cái ho là nó trị nó, còn cái trị đường ruột á là nó giúp gì mình ổn định, nhưng có quá trình trị, nói chung là anh em nào mà lấy hàng thì nó đi tư vấn anh em để trị nữa, chứ không phải anh em cứ mua thuốc về rồi hết đâu,
có quá trình trị, năm đầu đã nén lành rồi, thuốc chỉ làm cho chúng ta nó trị được lúc đó, nhưng mà để duy trì được là phải cả quá trình chậm. Anh em nghĩ cái in bóng ra đâu, còn cái thuốc này gọi là thuốc xịt sổ được trị cắn lông, thì thuốc này nó phải đi kèm chế độ như chăm thì nó mới hết được. Còn khi anh em đang bị nóng, đang bị bức, anh em nuôi dùng cái nóng, anh em nuôi khi ta nó bị bức thì anh em có dùng cái thuốc nào không bị hết được. Để có chế độ chăm để chúng ta điều lại, cộng thêm cái thuốc đó, nó xịt vào những chỗ cắn là nó ngậm vào, thuốc nó rất đắng. Ngoài ra nó có những cái chất khác mà châu Âu họ nghiên cứu nha, đó thì nó hỗ trợ chúng ta nó sợ nó không cắn nữa, nhưng mà để mà chúng ta nó duy trì không thể ngày ngày nào chúng ta không xịt được, chúng ta phải nuôi chế độ lại. Rồi cảm ơn Ken nha, anh em cứ inbox qua cho Nam đâu, tại vì là hàng phải cần phải tư vấn nha anh em, chứ không phải giao anh em là xong. Anh em bây giờ tán cái gì trong giai đoạn đó chúng ta đang ổn định, xong chúng ta ngát chúng ta dùng những cái loại trái cây nào, loại mùa tươi nào, lúc đó cần dùng mùa tươi hay không thì phải tư vấn cho anh em mới dài. Rồi giai đoạn nào nó ổn rồi vào mùa tươi nào, cái nào rất là nhiều thứ. Nên bây giờ anh em biết không, trời ra là bán cho anh em một cái chai thuốc chẳng hạn, năm đâu lời được 20 ngàn, có lại 25 ngàn. Nhưng anh em mới cả một quá trình tư vấn anh em là một cái tâm huyết. Chứ anh em nghĩ rồi bán lời dạy cho anh em mà tư vấn anh em nhiệt tình cỡ nào. Anh em biết cái nghề, cái tâm huyết của năm đầu nó rất lớn. Rồi cảm ơn Minh Trường, rồi cảm ơn anh nha. Và anh em để ý cho Nam Râu đang chăm những chú chim vàng và chim anh tài về, thì sắp tới anh em sẽ thấy sự bứt phá mà tất cả những chim đó đang dùng cám văn toại nha. Anh em sẽ coi cái sự bứt phá những chú chim đó. Anh em thấy được như qua cải mấy đường này là anh tàng đế hầu như là mùa này chưa lấy nhất nha, mùa này có lấy nhì, có lấy ba, cũng có đá xe nha. Mà chưa nhất vừa rồi về năm đầu nuôi chế độ năm đầu lấy nhất rồi, vào trong là bung xè nhá đuôi liên tục, đang đánh là xè đuôi xè xè đuôi này, chế độ năm đầu đang đưa những chim đó nó phục hồi lại. Rồi hiện giờ là 9 giờ rồi, nếu anh em cần tư vấn rồi thì tư vấn cho anh em tiếp, còn không thì mình off nha. Hôm nay cũng đang chuyển thì nó đâu có là mới giải, thì cảm ơn tất cả anh em nha đã ủng hộ năm đâu. Vé thì bán đủ rồi, nhưng mà vì là hiện tại bây giờ anh em thấy lịch trình ngoài cái vụ ngoài Huế rồi cái khu vực ngoài kia thì tùm lum nữa, thì bây giờ nói chung là vì nó đang có những cái đó thì nó ảnh hưởng đến chúng ta không biết là nó như thế nào, nhưng mà trong quá trình mà chúng ta thi á, những anh em xa là nó chơi mà chúng ta không đảm bảo cho họ, lỡ may có trục trặc gì nó hãng một thi thì người ta bỏ công bỏ sức người ta đi người ta về, và những anh em họ tới sắp xếp công việc tới nên năm đầu mới hủy giải. Năm đầu có là dời giải lại thì năm đầu thay vì năm đầu sẽ hủy thì năm đầu sẽ chỉ mua cho anh Tiêu Phong, bên đó anh đã có những cái mối quan hệ rồi, anh có những cái làm giải từ xưa giờ rồi đó, thì anh sẽ đứng ra anh làm được nha. Thì năm đầu không còn tổ chức nữa nha, và năm đầu được phép đi thi cái giải đó nha, không tổ chức nữa nên là không liên quan đến năm đầu nữa. Thì những anh Tiêu Phong nha, còn đúng nguyên tắc năm đầu rồi là không cho dàn chim nào của năm đầu hay của anh Tài quýnh nha. Cái giải vừa rồi năm đầu làm thì anh em biết là năm đầu là rõ ràng năm đầu là không cho dàn chim của anh Tài tham gia, còn chim năm đầu chắc chắn là không được tham gia đó. Nhưng mà ngày mốt thứ tư thì năm đầu đã chuyển qua cho anh Tiêu Phong, nên năm đầu rất rõ ràng nha. Cuộc chơi của năm đầu không bao giờ giấu giếm, năm đầu chuyển qua và anh Tiêu Phong là ban tổ chức mời nhóm động tài về đá chấm, thì năm đầu không liên quan đến, năm đầu được phép đi thi bình thường. Đối năm đầu không cần ai phải dìu chim năm đầu ấy, chấm đúng chim năm đầu ok dùng, còn yếu rớt cái yếu mà nhiều lê là yếu cái xèo xèo nhiều miếng chim tôi đã giải không xuống, mà thấy mà vài dòng mà thấy không ok tự động xin xuống luôn, khỏe nó quýnh mà gọi là không có nước rồi thì mình để lại cho chim ta suy yếu thôi, bị người khác đè. Rồi tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em một ngày gần nhất nha. Hôm nay cũng là chia sẻ anh em tới đây bằng cái ngày này bệnh, nói chung là cái thể trạng và cái giọng không được tốt,
Tạm biệt anh em nhé.